Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa qua đã phê duyệt điều chỉnh danh mục 57 dự án trọng điểm thu hút đầu tư vào thành phố giai đoạn 2020-2025. Đáng chú ý trong đó có nhiều dự án về công nghệ thông tin, hạ tầng công nghiệp và công nghiệp công nghệ cao, đều là những lĩnh vực mũi nhọn hiện nay của Đà Nẵng để thực hiện nhiệm vụ khôi phục tăng trưởng và đẩy mạnh phát triển kinh tế. 4 dự án trọng điểm trong lĩnh vực công nghiệp công nghệ cao giai đoạn 2020-2025 của thành phố Đà Nẵng đều đặt tại khu công nghệ cao, chú trọng về công nghệ hàng không vũ trụ, công nghệ thiết kế, chế tạo robot, sản xuất chip, cảm biến sinh học, sản xuất điện từ năng lượng mặt trời. Hiện nay, Ban Quản lý Khu Công nghệ Cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng đã ban hành hướng dẫn khung tiêu chí đánh giá sự phù hợp, xét chọn công nghệ, sản phẩm của dự án đầu tư vào khu công nghệ cao Đà Nẵng, đồng thời tích cực đề xuất mở rộng khu vực này trong thời gian đến. Chúng tôi cũng tiếp tục đề xuất với các bộ ngành để việc xem xét việc mở rộng khu công nghệ cao để có thể là hỗ trợ cho các nhà đầu tư vào trong mấy lĩnh vực, một trong những cái lĩnh vực là cái trọng tâm mà của thành phố Đà Nẵng trong thời gian tới. Cùng với lĩnh vực công nghệ cao, thành phố Đà Nẵng cũng đã đưa vào danh mục 10 dự án trọng điểm về công nghệ thông tin, hạ tầng công nghiệp. Đây đều là những dự án phù hợp với định hướng phát triển kinh tế của thành phố, với ba trụ cột là du lịch, công nghiệp công nghệ cao, kinh tế biển và năm mũi nhọn gồm du lịch, dịch vụ chất lượng cao gắn với bất động sản, nghỉ dưỡng, cảng biển, hàng không gắn với dịch vụ logistics, công nghiệp công nghệ cao gắn với xây dựng đô thị sáng tạo khởi nghiệp, công nghiệp công nghệ thông tin gắn với nền kinh tế số, nông nghiệp công nghệ cao và ngư nghiệp. Thành phố tập trung triển khai, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các dự án, các công trình trọng điểm động lực, quản lý và triển khai có hiệu quả đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045, đảm bảo các điều kiện, yêu cầu để thành phố phát triển bền vững. Thành phố Đà Nẵng còn đang rất nhiều tiềm năng lợi thế cho các doanh nghiệp đầu tư, sẽ sinh lợi cho các nhà đầu tư và thúc đẩy cho sự phát triển của thành phố. Đặc biệt là ngoài những lợi thế hiện nay, thì thành phố sẽ cam kết việc tạo ra các lợi thế mang tính cạnh tranh so với các địa phương khác và sẽ tạo ra các cái thuận lợi cho các nhà đầu tư. Quyết tâm xây dựng Đà Nẵng trở thành trung tâm kinh tế xã hội lớn của cả nước và Đông Nam Á và là thành phố biển đáng sống đạt đẳng cấp châu Á theo tinh thần nghị quyết 43 của Bộ Chính trị. Đảng bộ và chính quyền thành phố Đà Nẵng đã và đang không ngừng nâng cao chất lượng môi trường đầu tư kinh doanh, tạo nhiều thuận lợi hơn nữa cho doanh nghiệp. Cùng với đó là đẩy mạnh tái phát triển sản xuất, phục hồi kinh tế hậu COVID-19, cùng với các biện pháp phòng chống dịch bệnh, để Đà Nẵng thật sự là điểm đến an toàn, hấp dẫn và hiệu quả trong mắt nhà đầu tư.